Thưa quý vị, dù cơ quan chức năng cũng như nhiều trường học luôn nhắc nhở học sinh và phụ huynh đưa đón con đi học tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, trong đó có việc đội mũ bảo hiểm, nhưng nhiều người vẫn phớt lờ. Ghi nhận những ngày đầu tháng 12 năm 2024, trên nhiều tuyến đường gần một số trường trung học phổ thông, trung học cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, vào thời điểm học sinh đến trường cũng như tan trường, có nhiều phụ huynh và học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe. Có trường hợp phụ huynh lái xe máy tống ba và cả ba đều không đội mũ bảo hiểm. Có trường hợp người lớn đội mũ bảo hiểm nhưng học sinh ngồi sau xe không đội. Luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù luật đã quy định về việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nhưng thực tế vẫn có nhiều người lái mô tô, xe máy, kể cả xe máy điện, xe đạp máy, kể cả xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm hoặc có đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai đúng quy cách. Việc này xuất phát từ nhiều lý do, có thể một số người cho rằng việc đội mũ bảo hiểm không thoải mái hoặc không cần thiết khi di chuyển một đoạn đường ngắn, ít xe cộ qua lại. Tuy nhiên, đây là hành vi vi phạm pháp luật và sau đó là nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ.